mời mọi người vô tham quan phòng nha. Đây, cái căn phòng của mình đây. Cái này giống như căn studio vậy mọi người. Sẽ có một cái toilet phía bên này và một cái phòng ngủ ở bên đây. Ở ngoài đây thì sẽ có khu vực phòng khách nè, một cái ghế sofa. Ở bên đây thì có bếp luôn. Đó. Bếp thì cũng được trang bị đầy đủ dụng cụ, muỗng, nĩa, đầy đủ hết như một cái căn hộ hoàn chỉnh. Mình vô mình ở vài ngày mình có thể nấu ăn, nấu nướng ở đây luôn. Đó, trên đây thì có nồi niêu sơn chảo nè, ly, kế bên có luôn tủ lạnh. À, tủ lạnh thì không có gì hết á, có hai chai nước. Rồi đây thì có khăn giấy, rồi máy sấy tóc, mình nấu nước, bếp điện từ ha. Đây, để đi vào tham quan cái phòng ngủ. À, trong phòng ngủ thì có sẵn cái kệ để mình để treo khăn các thứ. Đây, ở bên đây có cái giường cũng rộng rãi, giường này khá là rộng á. Và cái phòng này thì sẽ có một cái view thành phố mọi người. À, ở ngoài trời thì đang có rất là nhiều con thiêu thân luôn, nên là nếu mà mở ra sợ nó bay vào không biết sao. Thôi mở ra cho mọi người xem một chút nha. Đây, để cái view thành phố như thế này nè, rất là thoáng. Đây, tổng quan cái phòng. Đó. Hướng ra ngoài kia là phòng khách nha. Đây, toilet thì nhỏ thôi, không có quá rộng rãi đâu, nhưng mà cũng sạch sẽ nè. À, chủ nhà cũng chuẩn bị luôn dầu gội sữa tắm cho mình, không có bàn chải, kem đánh răng đâu nha mọi người. Tổng quan căn hộ mình ở là như thế này, 450.000 cho một đêm thôi, khá là rẻ và mình cũng khá là ưng ý với lại cái căn hộ này. À, còn bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì áo ăn thôi mọi người. Hello mọi người, mình đã quay trở lại đây. À, tối hôm qua mình dự định là sẽ đi ăn cơm tắm, nhưng mà ở dưới này thì người ta 8 giờ 8 rưỡi là người ta nghỉ hết rồi mọi người. À, những cái quán cơm tắm ngon nghỉ hết trơn rồi, nên mình để dành sáng hôm nay mình đi luôn. Thì đặc sản Long Xuyên là cơm tắm và lẩu mắm. Thì trong hôm nay mình sẽ đi ăn hai món đặc sản đó nha. Đây, quán bữa nay mình sẽ ăn là quán cơm tấm Long Xuyên, cơm ống khói Diệu. À, mở cửa vào năm 2000 mọi người. Này, đây menu của quán. Cơm thập cẩm hả? Ít cơm. Kem hai thập cẩm, ít cơm. Đây là dĩa cơm sườn của mình nè. Mình gọi sườn bì chả. Còn cái tấm mà cái dạng thịt heo khè thì nó hết rồi mọi người ơi. Mình đi trễ quá, thôi có gì mình ăn đó nha. Thì ở đây cơm đó, cơm tấm thì mình thấy cái hàng đó nó nhỏ hơn rất là nhiều so với mình ăn ở trên Sài Gòn ha. Sườn thì mình thấy có cái màu nó sẽ vàng caramel một chút. Miếng chả thì nó hơi nhỏ, nhưng mà cái phần này thì nó chỉ có tầm đâu đó 35.000 thôi. Cái dĩa này cũng khá là ok rồi. Kèm theo đó thì mình sẽ được thêm một chén canh như thế này. Ăn sáng mọi người ơi. Cái hạt cơm nó nhuyễn lắm luôn á. Cái nước mắm ở đây thì nó sẽ kẹo kẹo và cái ớt ở đây khá là cay nha. Mình bỏ ruột chút xíu vô mà nó cay. Nước mắm sẽ thiên về độ mặn nhiều. Ừ. Mình sẽ chỉ cần bỏ một ít thôi là vừa ăn rồi mọi người. Cái tấm ngon quá. Thịt thì quán nó cắt sẵn cho mình rồi. Cái thịt sườn nó thơm. Cái vị ngọt vừa phải nha. Không có bị quá ngọt như cái kiểu miền Tây mọi người. Mọi người thường hay nói là mình miền Tây ăn rất là ngọt. Nhưng đây mình thấy không có quá ngọt. Vừa ăn lắm. Sườn nướng sẵn rồi nên nó sẽ hơi khô một chút xíu. Này miếng chả tí hon. À, trong chả này có trứng muối. Thơm. Ngon nha, cái chả ngon lắm. Chắc kêu thêm một phần chả quá. Mình làm có bì nữa. Bì giòn giòn thật thật, ăn cũng ok. Tổng quan mọi thứ kết hợp lại thì ngon nha mọi người. Ngon lắm. Nhất là cái tấm rất là đặc trưng luôn. Ở dưới miền Tây thì nổi tiếng với mấy loại khô cá mọi người. Bây giờ mình ghé qua đây mình mua khô cá về làm quà cho gia đình. Cá
thì nè, có sạch nè. À, cá sạch. Còn cá cái dứa có chị cái gì, cá đù chứ không lộn. Cá đù quá luôn. Dạ rồi. Lớn nhỏ con lấy lớn nhỏ. Ờ, lớn bao nhiêu giá cho con giá đi. À, con cái gì nè? À. 120. À cái này 120, cái này là cái này là lớn hay nhỏ cô? Khô cá lóc thì là cái loại nào là có gia vị cô? Cái này. À cái này, còn cái này là không có gia vị. Đúng rồi. Dạ. Cái này là bao nhiêu? 270. 270. Ở trên rẻ hơn. Này khô cá đồ. Cái này có kính kính giùm em lên xe nó đỡ bay mùi. Này là cá sặc không? Cá đó lớn lắm đó. Dạ. Cái đó là bao nhiêu một ký? Cái đó hả? Tính 300 đi. À 300. 6 con ký. À, còn cái đang treo treo. Cá cà. À, cá cái đó thì giờ bao nhiêu? 150. Này là cá cơm lớn đúng không? Đó. Dạ. Cái đó con nhái. À con nhái hả? Đúng nữ chân dài đó. Ôi nhìn không ra luôn á. Ôi nhìn không ra luôn á. Cá khoai này thì bao nhiêu một ký cô? 600. Rồi mình sẽ mua một ký khô cá lóc với lại một ký khô cá đồ. Hai cái tổng lại là 490. À, dưới đây thì khô rất là nhiều ha. Và xung đây cũng có những cái sạp hàng người ta bán mắm nữa. Có thêm gì nữa không? Dạ không, dạ hết rồi. Đóng kính không luôn. Dạ, đóng kính để trong xe nó hôi á. Nhưng ở đầu video mình đã chia sẻ thì bữa nay mình sẽ đi ăn cơm tấm và lẩu mắm mọi người. Và bây giờ mình đang ở quán. Ở đây là quán cơm cây dừa nhưng mà món đặc biệt sẽ là món lẩu mắm nha. Bây giờ mình vào thưởng thức thôi. Rồi, đây là không gian quán nè. Mình đi bây giờ là cũng buổi trưa 3 giờ rồi nên còn vắng mọi người, chắc buổi tối sẽ rất là đông. Ở đây có chỗ đậu xe hơi luôn, cũng khá là thoải mái. Mình kiếm chỗ nào ngồi. Đây đi. Dạ đây mình ăn gì cho luôn chị? Cho em lẩu mắm. Cá gì? Cá lóc, cá rô, cá lăng, cá hú, cá cào, lươn, cá linh. Cá nào người ta ăn nhiều nhất? Cá hú. Cá hú hả? Lẩu mắm cá hú đó chị. Dạ. Rồi, mắm cá hú hai người ăn. Dạ đúng rồi. Mới vô được nguyên nãy chuối chán ngược. Rồi cái nồi lẩu của mình đã lên rồi. Trước tiên là thấy nguyên một cái rổ rau là nhìn chất lượng luôn. Ở đây có giá, hẹ nè, bông điên điển. Rồi cái này là bông gì? Đọc bí hả ta? Bông bí. Dền, cải, cần nước. Bông súng nè, có hả, đầu rồng nữa, mồng tơi, có câu rau càng cua nữa mọi người, hẹ ha, rau đắng tất nhiên là không thể thiếu rồi, rồi có cả rau nhút nữa nè, rất là nhiều cái loại rau luôn á. Và đây là cái nồi lẩu của mình nè mọi người, và thơm lắm luôn á, mà nhìn rất là hấp dẫn. Lần đầu tiên mình thấy là để trong cái chảo như thế này, thơm lắm á, hấp dẫn lắm mọi người. Rồi, cho rau vô nha. Đây. Nó rau muống nữa. Trời ơi, nó ở dưới nữa. Đây, trong nồi lẩu này tất nhiên là phải có cá hú nè. Có mực. À, cà tím, thịt heo. Ở đây thì còn có bán heo quay ăn kèm nữa, nếu mình muốn ăn thêm heo quay thì mình gọi cho mọi người. Xin mời mọi người ăn đậu mắm nha. Hấp trước miếng nước mọi người. Rất là vừa ăn, sẽ cảm nhận được vị ngọt. Sau đó là sẽ mặn mặn, nhưng mà không có bị mặn mặn chằn nha mọi người, mặn rất là nhẹ, mặn nhẹ nhẹ, vừa ăn lắm. Cơm mùi xả. Cảm nhận thấy đà, cảm nhận đầu tiên là thấy ngon rồi đó. Giờ thử miếng mực nè. Mực tươi giòn, giòn mềm, ngon. Tính ra là lâu lắm rồi mới ăn lẩu mắm luôn á. Đây cái khứa cá hú nè, rất là to nha mọi người. Con cá này chắc cũng nặng đô dữ lắm á, nó mới ra một cái khứa dài vậy. Mình đưa cái khúc mỡ phần trên cho bạn mình rồi. Này để thử miếng cá. Cá là nhìn thấy ngon rồi đó. Ngon.
cá ngọt là mình cảm nhận được cái độ tươi luôn á mọi người. Quán này quán gì ngon nha. Thật ra cái quán này là mình hỏi cái bạn chủ nhà, bạn chỉ qua đây ăn. Thì bạn là người dưới này thì bạn sẽ rành những cái quán ngon dưới này. Và bạn đã chỉ cho mình cái quán cơm tấm tháng nay và cái quán này luôn. Mình thấy hai quán này rất là ok nha mọi người. Rồi vậy là tổng trồng này hết 200 nghìn nè. Mình thấy giá cũng ok. Nói chung là xứng đáng với chất lượng mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển qua bên Rạch Giá đây. Hẹn mọi người ở bên Rạch Giá nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video du lịch của mình.